chúng ta sẽ rẽ tay phải để đi xã Hiếu, thì đó là đường Trường Sơn Đông các bạn ạ. Nhưng mà có một nghịch lý thế này, bây giờ là 5 giờ thiếu rồi, nếu như anh em mà chạy đến xã Hiếu thì sẽ lại không có nhà nghỉ để ngủ qua đêm đấy, mà chỉ có khu vực này là có nhà nghỉ, có quán ăn để anh em ăn qua đêm đó. Nhưng mà mặt trời thì vẫn đang còn sáng, thì anh em đang thương lượng, nói chung là đang bàn bạc với nhau để cái câu chuyện là đi vượt qua xã Hiếu để đến Con Tum, đến đến Măng Đen luôn, đi trong đêm. Hay là chúng ta sẽ nghỉ là nghỉ sớm để ngày mai đi sớm đấy, anh em đang lựa chọn. Ok, nghỉ ngơi một xí anh em lại bắt đầu xuất phát mọi người. Cái sân bay Giả Chiến đẹp quá là đẹp. Wow, sao mà nó đẹp thế nhỉ? Mọi người, đó, lấp ló anh nắng, lấp ló anh nắng của mùa đông. Trên tuyến đường của trường Sơn Đông đoạn chỗ này thì vắng vẻ các bạn ạ, không có nhà dân luôn, thật sự là không có nhà dân luôn các bạn. Thỉnh thoảng có những cái miếu bên đường, chắc là những cái vụ tai nạn thương tâm lại xảy ra. Mình lúc nào đi ngang qua cái đó mình cũng cảm thấy như là rùng người, nổi da gà lên các bạn nhé. Ví dụ giống như là họ đang nhìn mình ấy. Thật sự luôn các bạn ạ. Đi trên đường mà càng nhiều miếu thì chứng tỏ là càng nguy hiểm, càng có nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra. Ví dụ như đợt mình chinh phục quốc lộ 27, 28 thì trên cái quốc lộ 27 đó là đèo Sông Pha, hay còn gọi là đèo Ngoại Mục ấy, thì hai bên đường rất là nhiều miếu, miếu đôi có, miếu đơn có, thực sự là rất là nguy hiểm luôn. Đèo Ngoại Mục thì đó cũng là một trong những cái đèo mà nguy hiểm của các tay lái các bạn ạ. Đi đường đèo thì chúng ta hết sức cẩn thận, đi đúng len, đi đúng tốc độ, không gây đi ẩu các bạn nhá, đi đúng len đúng tốc độ thôi. Mặc dù là đường vắng nhưng mà lại cua nhiều, nếu chúng ta mà không làm chủ được tốc độ thì rất dễ gây tai nạn cho chính bản thân chúng ta và cho những người tham gia phương giao thông khác các bạn. Chính vậy là với kinh nghiệm của Hiếu thì đi điềm đạm thôi, tới đâu thì tới, không có gì phải vội. Đường thì khá là đẹp, đường bê tông đẹp nhưng mà vắng vẻ người, như là một mình ta với ta. Một con chó, tự nhiên ở đây có một con chó. Chỗ này chắc là chốt chặn của bộ đội hoặc kiểm lâm, trong đó là chốt chặn của chắc là kiểm lâm hoặc bộ đội gì đó. Wow, hai bên đường ta với ta và Hiếu với Hiếu, chỉ vậy thôi. Đi phượt là vậy đấy. Còn anh Trung Ba thì đang đi sau. Đó, các bạn thấy không? Rất là sợ, có những cái miếu rất là sợ luôn. Chứng tỏ là đi trên con đường này đẹp, phóng nhanh nhiều, nhưng mà đoạn cua nhiều nên rất là dễ gây tai nạn. Và tai nạn thì được thường là dẫn đến thương tâm, tại vì đi quá nhanh mà. Kèm theo súng cái con lươn này thì làm sao mà thánh à, làm sao thì qua khỏi được. Như vậy cẩn thận đấy các bạn ạ. Chờ quán vọng, hồng trà quán vọng, huyện Cẩm Giang, ở đây là huyện Cẩm Giang rồi các bạn ạ.
Thủy Điện Bình Sơn 38 km, xã Hiếu 58 km. Xã Hiếu là cái xã lúc nãy mình đi trên con đường đó các bạn. Xã Hiếu 58 km. Đến đây thì có lẽ là mình sẽ đi xã Hiếu các bạn ạ. Xã Hiếu để ra quốc lộ 24. Đây, đường này là đi xã Hiếu các bạn nhé. Để mình xem cái cột mốc xem có đúng không. Mật ong à. Sườn Sơn Đông, chính xác luôn. Km 264 đi đường đi xã Hiếu các bạn, để nối ra quốc lộ 24. Đoạn này thì nắng đã lên. Ở đây là Cáp Pang. Thực sự là nó cứ lòng vòng các bạn nhỉ. Trải nghiệm khám phá. Dân cư chỗ này cũng đang còn thưa thớt lắm mọi người. Đa số là dọc hai tuyến đường này thôi. Hai bên đường. Đường Trường Sơn Đông được nhà nước có đầu tư khá là bài bản mọi người. Khá là bài bản. Nói chung là nhìn này đẹp. Mặt đường có những chỗ rất là phẳng luôn, nên là đường nhựa đẹp lắm. Có trường chỗ thì được bê tông nó làm lâu thì nó hơi rổ lên, nhưng mà nói chung là vẫn được, vẫn rất là ok. Chúng ta đang đi xã Hiếu. Đó, ở phía trước chúng ta lại bắt đầu rừng núi rồi các bạn ạ. Một ngôi làng của Cáp Pang ở hai bên thôi. Còn chúng ta lại bắt đầu đi vào rừng các bạn nhá. Đây. Trường Sơn Đông km 263. Từ sáng đến giờ Hiếu sẽ xem Hiếu đã đi được bao nhiêu km rồi. Các bạn, từ sáng đến giờ Hiếu đã đi được 362 km, thì vừa là gần 400 km rồi đó. Hiện tại bây giờ là 4:30. Ok, lại tiếp tục leo lên đường Trường Sơn Đông, đi qua xã Cáp Pang. Một mình ta với ta trong ngựa, một ngựa một ta. Con đường như thế này chúng ta phải đổ xăng nó đây. Đổ xăng đầy vào các bạn. Tại vì rất ít cây xăng luôn nhá. Rất ít cây xăng. Hầu như là không có cây xăng luôn đấy. Đây là chúng ta phải đổ xăng đầy. Wow, những khu rừng nguyên sinh các bạn này. Những khu rừng nguyên sinh luôn. Những khu rừng ghê thật các bạn ạ. Mình đang ghim số, mình đang đi số 3 để đỡ phải dùng thắng các bạn nhá. Đang xuống dốc này, cái khu rừng này. Wow, mình đang đi số 3 để đỡ phải dùng thắng các bạn, lên số 4 cho đỡ gửi máy. Đó, những khu rừng kìa, đúng là những khu rừng nguyên sinh. Lâu lâu vẫn có những chiếc xe đi qua các bạn. Trái cây, nước, một rừng thông. Chỗ này thì đã có người dân nhiều, đã có những vườn
cà phê các bạn. Đến đoạn đường Trường Sơn Đông đoạn này thì đã có những người dân trồng cà phê ở đây nhá. Chứ đó là đã có người ở xung quanh đây, sẽ có bán làng, sẽ có người ở các bạn. Cái hiện tại bây giờ đã hơn 4 người, Hiếu vẫn bon bon trên đường. Đảng bộ chính quyền và nhân dân Sơn xã Sơn Lang quyết tâm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chúng ta sẽ rẽ tay phải để đi xã Hiếu, thì đó là được ví là đường Trường Sơn Đông các bạn ạ. Nhưng mà có một nghịch lý thế này. Tại bây giờ là 5 giờ thiếu rồi. Nếu như anh em mà chạy đến xã Hiếu thì sẽ lại không có nhà nghỉ để ngủ qua đêm. Đấy, mà chỉ có khu vực này là có nhà nghỉ, có quán ăn để anh em ăn qua đêm. Nhưng mà mặt trời thì vẫn đang còn sáng, thì hai anh em đang thương lượng. Nói chung là đang bàn bạc với nhau để cái câu chuyện là đi vượt qua xã Hiếu để đến Kon Tum và đến Măng Đen luôn. Đi trong đêm. Hay là chúng ta sẽ nghỉ ở đây, nghỉ sớm để ngày mai đi sớm. Đấy. Hai anh em đang lựa chọn. Bây giờ nghỉ về nghỉ ngơi thì cũng khỏe người. Anh em làm video. Nếu mà chạy tiếp thì độ khoảng 8 giờ là tới nơi không? Măng Đen. Nếu về Măng Đen. Về Măng Đen thì sớm mà. Đây ra ngã Hiếu còn 46 cây nữa. 46 cây nữa, về Măng 4... Đen 17 cây nữa. Và là đi mất cũng phải 6 giờ mới tới Măng Đen. Còn nếu còn thay vì như vậy mình 24 đi Sơn Tây luôn. Đi Sơn Tây là thuộc Quảng Ngãi rồi các bạn nha. Sơn Tây là thuộc Quảng Ngãi rồi đấy. Nếu như vậy thì sáng mai mình sẽ đi muộn một xí. Nếu như mình vượt đêm. Đi đêm như vậy thì sáng mai khoảng 7 giờ mình. Cái quan trọng là chỗ Hiếu thôi. Chứ mình thì mình đi rồi, mình biết chỗ đó rồi. Trên cái chỗ đẹp nhất là trên cái chỗ đường đi á, chỗ quốc lộ 24 sẽ có một cái điểm check-in cực đẹp luôn. Nhưng mà nếu như anh em bây giờ vọt đi á thì sẽ là trời tối. Nhưng mà trời tối thì chúng ta đi view trời tối nhỉ. Biết đâu đó là một cái điểm hay của video thì sao. Những anh em đi phượt thì hay đi view ban ngày. Nhưng để ok, để hai anh em thử bàn bạc xem thế nào các bạn nhá. Giờ tiếp theo hãy xem hết video để biết được anh em quyết định như thế nào và như thế nào các bạn nhá. Hãy cho Hiếu cùng với anh Trung một cái like, một cái đăng ký, chia sẻ cho nhiều người biết về cái đường Trường Sơn Đông anh các bạn nhá. Đừng nói hai anh em không dở nhá. Đi thế này trải nghiệm sướng lắm các bạn ạ. Tiếp tục. Ok các bạn ạ. Sau một hồi anh em bàn bạc công việc với nhau thì anh em quyết định là sẽ không nghỉ ở đây các bạn. Bây giờ hiện tại là 5 giờ thiếu rồi. 5 giờ thiếu 15 rồi. Anh em sẽ quyết định đi tiếp, đi đến xã Hiếu luôn. Xã Hiếu và vượt sang Quảng Ngãi luôn các bạn nhá. Sẽ ngủ ở Tây Sơn Quảng Ngãi các bạn. Rồi, rẽ tay phải để đi đường Trường Sơn Đông. Đây là một cuộc chơi liều của anh em đấy. Tại vì khi đi đường này là sẽ không còn cây xăng nữa. Nhưng mà mình đang còn 4 vạch xăng và một chai xăng. Anh Trung thì còn khoảng 3 vạch xăng. Đó, thì cái chai xăng là mình sẽ san sẻ cho anh Trung cũng được. Nhưng mà đây cũng là một cái trải nghiệm thú vị các bạn ạ. Cũng sẽ là một cái trải nghiệm thú vị của anh em phượt bụi giống như Hiếu và anh Trung nhé. Thế còn bây giờ nghỉ ở đây thì cái video nó không còn hấp dẫn. Thật sự là không còn hấp dẫn cho các bạn xem nữa. Chính vì vậy là anh em quyết định đi trong đêm của đường Trường Sơn Đông. Đi đến đâu, như thế nào, nghỉ ở đâu thì mình sẽ các bạn xem hết video để biết được các bạn nhá. Còn đây vẫn là đường Trường Sơn Đông các bạn. Đây mới là đường Trường Sơn Đông nhá. Nếu như các bạn rẽ tay trái là không phải đi đường Trường Sơn Đông đâu. Đấy, vẫn là cột bóc sơn đỏ đấy. Các bạn thấy không? Anh em đang chơi liều với chính chúng ta, chính con người chúng ta. Nhưng mà đó lại giả rất là hay. Anh Trung đang sợ rằng xăng thôi, chỉ sợ xăng và xe có bị như thế nào ở dọc đường, nói xui xẻo thôi các bạn nhé. Rồi, let's go, đi tiếp. Sẽ đi xã Hiếu 46 cây nữa.
đến xã Hiếu sẽ không có nhà nghỉ, buộc chúng ta phải đi xuống Quảng Ngãi, đi ra quốc lộ 24 xuống Quảng Ngãi. Tại vì anh Trung đi rồi nên anh Trung biết. Wow, lạnh thế. Wow, lạnh quá các bạn ạ. Wow, lạnh ghê gớm luôn. Hiếu đang đi số 5 để cho nó ghim máy lại. Mặc dù vậy nhưng vẫn phải thấm chấm thắng đó các bạn ạ. Chỗ này đang xuống dốc liên tục luôn, xuống dốc rồi ôm cua liên tục. Vì sao mà lên dốc đi số thấp mà xuống dốc cũng phải đi số thấp các bạn? Tại vì lên dốc đi số thấp á, đã để cho động cơ nó khỏe các bạn nhá. Động cơ nó khỏe, nó không lì máy. Đó, còn xuống dốc mà đi số thấp để cho động cơ nó ghi lại, chúng ta đỡ phải dùng thắng, đỡ mất thắng, đỡ hại xe vậy thôi các bạn. Đơn giản là như vậy. Đó là nguyên tắc đi xe. Lên dốc đi số thấp và xuống dốc cũng đi số thấp. Lên xuống dốc sẽ nguy hiểm hơn lên dốc rất là nhiều. Tại vì nếu chúng ta để số cao là nó lao, và chúng ta phải bắt buộc dùng thắng, dùng thắng nóng quá thì sẽ mất bố thắng các bạn, và rất là hại xe. Còn chúng ta dùng xúc được cơ ghim lại thì rất là ok. Đẹp chưa? Không biết đây có phải là lựa chọn đúng đắn của Hiếu và anh Trung hay không, nhưng mà đi đến đây thì thật sự là hoang vắng vô cùng luôn. Không có nhà dân, không có người đi lại nữa rồi. Với 5 giờ chiều này thì không có một cái gì nữa. Thật sự không còn một cái gì nữa. Ngoại chăng lâu lâu mới có một người đi xe máy ngược chiều quay lại thôi các bạn ạ. Ngoại chăng thôi các nhá. Anh Trung thì đi trước rồi, còn Hiếu thì đang lăn tóc đi sau. Không biết đây sẽ là lựa chọn hợp lý, đúng của hai anh em hay không các bạn nhé. Rất mong được các bạn ủng hộ hai anh em bằng cách đăng ký kênh, like và chia sẻ để nhiều người cảm nhận được những cái thú vui của những anh phượt bụi như Hiếu và anh Trung. Hai anh em thì thường đi với đoàn với nhau thì chỉ có hai anh em. Không đi nhiều các bạn ạ, đi nhiều nó sẽ rối ren rất là nhiều. Ý này ý nghĩa, 10 người trăm ý nó rất là khó đi. Chứ vì hai anh em là khá là hợp nhau, hợp nhau trên từng cái ăn uống, hợp nhau trên từng cái nói chung là hợp nhau lắm. Nên là anh em quyết định là gắn kết với nhau bằng những chuyến tour đi tour. Mặc dù anh là bằng tuổi của chú mình, nhưng mà mình vẫn gọi anh là anh để cho nó gần gũi hơn các bạn ạ. Nên các bạn xem video có nhiều bạn bảo bằng tuổi chú lớn tuổi rồi mà anh gọi là anh, nhưng mà thực sự là mình gọi cho anh để tạo cái mối quan hệ hai anh em gần nhau thôi. Chứ còn chú với cháu thì nó lại xa quá, nó theo một cái tính chất là vẫn phải giữ kẽ với nhau. Còn anh em thì không cần phải giữ kẽ, anh em thì sống thoải mái với nhau. Đó, nên các bạn xem video để hiểu thêm cái câu chuyện của Hiếu với anh Trung các bạn nhé. Đó, rất hy vọng là sự lựa chọn này của hai anh em sẽ được nhiều các bạn ủng hộ các bạn nha. Sự lựa chọn đi trong đêm chinh phục đường Trường Sơn, đường Đông Trường Sơn các bạn. Đi xã Hiếu các bạn nha. Nhà nghỉ thì ngay phía đằng sau mình, đoạn lúc mà mình dừng lại mình là bàn bạc cùng anh Trung ấy, chỗ đó là nhà nghỉ rồi. Còn đi đến xã Hiếu sẽ không có một cái nhà nghỉ nào, và cũng no có cây xăng luôn mọi người ạ. Trời ơi, giống như là đây là biên giới vậy các bạn. Bên này là của Cambodia, nước bạn Lào. Lào là Viên Chăm. Còn bên này là của Việt Nam vậy đó. Nhưng mà đây là của Cambodia. Còn bên kia phía Tây Trường Sơn thì phía là của Lào. Giáp Tây là giáp với Lào. Một bản làng nhỏ ở dọc hai bên đường, đoạn Tơ Gà Long. Một bản làng nhỏ của Tơ Gà Long. Thật sự cái tên ở trên cái đường Trường Sơn Đông này, cái tên mình ngóc lưới khó đọc thật. Tơ Gà Long. Tơ Gà Long.
vui này. Đó, có người. Chỗ này có người mình đỡ sợ hơn các bạn nhá. Chứ đoạn đi trong rừng kia sợ lắm. Đó, đoạn này đỡ sợ hơn nhiều. Vẫn không có nhà nghỉ, không có cây xăng luôn các bạn. Wow, tối lắm rồi các bạn ạ. Một mình ta với ta, một mình ta với ngựa. Xã Hiếu 38 km nữa. Thôi giờ nghỉ đi. Giờ quyết định nghỉ đi. Nhà nghỉ hotel. Ồ, chỗ này có một cái nhà nghỉ này. Ừ, thì hồi xưa mình đi là mình để ý cái này rồi mà. Nhà nghỉ hotel vào 200m. Nhà nghỉ Thuận Nguyệt. Số điện thoại sạch sẽ, thoáng mát, đầy đủ tiện nghi. Mình vào trong đó nếu như nhà nghỉ sạch sẽ thì mình nghỉ. Và nếu không sạch sẽ thì... Ở đây thì chắc chắn là bình thường là còn không. Còn mình đi nữa là cũng hơi khó khăn đó. Giờ tôi, trong quá trình đi là tôi tính toán rồi. 38 cây là tối lắm rồi. Tối rồi đó, đúng rồi. Tối. Thì mình đi đoạn kia nữa là không. Thà rằng sáng sớm mình đi. Còn chắc chắn ở đây thì không thể nào đòi hỏi cao hơn. Hello anh em, lại một cái sự lựa chọn khó khăn cho lại cho hai anh em. 38 km nữa anh em vừa mới chạy được 10 km thôi. Thực sự là đây là còn cái đã là cái điểm cuối cùng, cái nhà nghỉ cuối cùng rồi đúng không anh Trung? Cách đây khoảng 100 km rồi cũng không sẽ không có cái nhà nghỉ nào đâu. Đi vào đâu? Đi vào đường nào? Vào 200m này. Rồi vào Thuận thôn Nâm đúng không? Vào thôn Nâm 1 km đúng không? Vào thôn Nâm đây, nhà nghỉ Thuận Nguyệt. Có lẽ anh em rất là khó khăn. Đường bây giờ là hơn 5 giờ chiều rồi, trời bắt đầu tối hết rồi, tối mom ra rồi. Xăng xe thì cũng sẽ không có chỗ đổ, chắc chắn luôn sẽ không có chỗ đổ xăng xe và sẽ không có nhà nghỉ. Thì anh em khá vất vả. Có lẽ anh em sẽ dừng cuộc chơi ra đây. Anh này, phát biểu cảm nghĩ. Ok thôi. Dừng cuộc chơi ra đây. Có nhiều ăn uống hôm nay. Lại còn tính đến cái chuyện rồi ăn uống này chứ. Nhà nghỉ thì chắc là cũng phải có đã ăn uống chứ. Không có đâu, tùy. Đây là cái lựa chọn cuối cùng của anh em này. Không ăn uống, mình chế mì tôm mình ăn. Mình có mì tôm mà. Thú vị không các bạn? Nhiều sự lựa chọn, nhiều cái phải đưa ra quyết định đứng đắn con ạ. Đúng đắn và đứng đắn. Đúng đắn nó khác mà đứng đái nó khác nha. Phải quyết định thôi. Chắc có lẽ là muộn rồi. Hơn 5 giờ. Ngày hôm nay bào hơn 400 cây rồi các bạn. Ngày hôm nay hai anh em bào mình bào từ lúc 3:05 là được hơn 400 cây. Anh Trung ít hơn mình khoảng 60 cây. Quyết định nghỉ anh ấy, nghỉ về nhà nghỉ làm video cho các bạn xem nhé. Ok, let's go. Các bạn ơi, sao có lẽ anh em phải quyết định đúng đắn thôi các bạn ạ. Một quyết định tuy khó khăn nhưng mà vẫn phải làm thôi. Anh em sẽ quyết định vào trong nhà nghỉ ngơi để tắm rửa nghỉ ngơi, sáng mai đi sớm các bạn. Tại vì đi đến xã Hiếu 38 km là nó tối mỏm luôn. 38 km thì nó nằm tầm 6 giờ về tới nơi thì nó cũng là tối rồi, mà cũng không, xã Hiếu cũng không có nhà nghỉ luôn, mà đi xuống Quảng Ngãi thì chắc chắn là phải tối mịt vài chục cây đến 100 cây đấy sẽ không có nhà nghỉ và cũng không có cây xăng luôn. Như vậy anh em quyết định vào đây trả sự ăn vặt này, một cái thôn nhỏ nằm ở đây các bạn nhé. Anh em sẽ đi vào đây để khám phá và để nghỉ ngơi trong này thôi, mà không có chỗ ăn nữa. Nếu mà ăn không có thì anh em sẽ tự nấu mì tôm ăn, tại vì Hiếu có mang mì tôm, có mang bếp ga mini đó, có mang nồi đi theo. Cách 200m mà xa dữ. Ủa, 200m mà xa thế.
mình không nghĩ đâu. Chắc chắn là không thể bằng ngoài kia được, nhưng mà để xem. Đâu anh nhỉ? Cứ vào xem. Ở đây có nhà nghỉ này, motel này, phòng mát này, nhà nghỉ motel Thuận Nguyệt này. Ở đúng rồi đấy. Motel là nhà nghỉ, hotel là cái xe. Đến đây là nhiều anh em nhá. 9292. Còn phòng không anh? Còn. 92 là đâu anh nhỉ? Hả? 92 ở đâu anh? Bảo biển số xe 92. Ở đâu anh? Quảng. À, Quảng Nam hả? Em cho vô trong này. Bốn tóm Đắk Nông. Đắk Nông. Nhà nghỉ Thuận Nguyệt. Đây em xem. Đây em xem nào. Một giường thôi à? Chỗ phòng to mà có một giường thôi à? Ở phòng này. Ok rồi. Phòng. Phòng này bao nhiêu tiền một phòng ấy chú nhỉ? Phòng như thế này sẽ có giá là 250, có điều hòa, nói chung là đủ cái để mà nghỉ ngơi thôi. Có wifi điều hòa thôi. Đó, bình dân. Còn không có điều hòa thì 200. Thực ra là ở chỗ này thì cũng không có sự lựa chọn đâu mọi người ạ. Không, sẽ không có sự lựa chọn nhiều. Để anh em xem xét. Sao phòng rộng mà lại không đặt hai giường nhỉ? Nếu mà hai giường thì đẹp quá. Ồ, sẽ có cái nu đẹp không? Có cái nu đẹp quá. Nó cạp nhà chị cho một chiếc chiếu ngủ dưới. Hả? Mấy người? Hai người. À, chị hai người thì ngủ dưới. Rồi, cái đó anh gặp hai anh biển số 92 là ở Quảng Nam. Quảng Nam đó các bạn. Bọn em cũng đang đi Quảng Nam đây. Đi đến điểm đầu tiên của trường Sơn Đông ấy. Thạch Mỹ nhỉ? Nó ở Thạch Mỹ nhỉ? Thành Mỹ. Anh em là đến ngày mai là sẽ đi xuống đó đây. Đi xuống điểm đầu tiên của trường Sơn Đông á. Chào mừng bắt tay với bác Quảng Nôm. Tây Giang, Đông Giang. Mình đi phượt à? Đi phượt. Bạn em đi phượt. Các nhà đi làm. Mình đi làm. À dạ. Cũng đến đây là hết đường rồi, phải vào đây đúng không? Bây giờ đi nữa là không bán được. Đi nữa đó, đầu kia đó nhờ. Cách đây cỡ 20 cây. Nhưng mà thôi nghỉ sớm. Nghỉ ngơi sớm. Chỗ này không có quán xá luôn các bạn. Nếu ăn phở ăn mì thì phải đặt nhà nghỉ sẽ có cô cháu nấu nha. Cô cháu nấu. Chú ơi, cháu có chồng chưa? Bảo cô cháu nấu mì là có chồng chưa? Hả? Bảo cô cháu nấu phở thì có chồng chưa? Đang trẻ là chưa? Nó có chồng rồi. À giờ thì tiếc quá nhỉ. Kể chưa có chồng thì xin số điện thoại được mọi người ha. Thực ra đi phượt bụi thì cũng không có đòi hỏi được các bạn nha. Nhất là những chọn những cung đường, ví dụ như trường Sơn Đông, trường Sơn Tây. Rồi mấy cái đường này thì rất là ít quán xá. Nhìn lại chỗ này thì rất là ít. Nếu mà ăn bún hoặc mì tôm thì cũng đặt cho họ. Anh em mình mang xúc xích mì tôm đi theo, bếp theo. Đi mua ít dầu gội đầu, kem đánh răng, mấy quả trứng để lát nó đập vào mì tôm nấu các bạn. Đơn giản mà thôi. Đi phượt mà. Anh em thì với phương châm là ít tiền nên là đi cũng rất là tiết kiệm. Không phải tiết kiệm mấy cái chuyện này đâu, mà do ở đây không có thôi. Tiết kiệm là không phải vào resort này, resort kia hoặc là sơn hào hải vị. Đó là cái đó vậy thôi. Anh em đi chủ yếu là khám phá đam mê thôi mọi người. Ok, tắm rửa nấu ăn. Đấy, anh em mang bếp này. Tại vì anh em biết đi cái cung đường trường Sơn Đông, trường Sơn Tây này sẽ có những chỗ không có đồ ăn luôn các bạn. Xúc xích mang đi,
Trứng thì lúc nãy Hiếu vừa mới ra chỗ tạp hóa mua, chỗ này không có chỗ ăn đâu các bạn. Đấy. Mì tôm thì Hiếu đã mang đi từ sẵn từ trước. Xúc xích này, trứng đập vào này. Chế ít mì nó bỏ vào, xong mai anh em còn chế mì chế nước để nấu trà thảo mộc của Hiếu uống này. Thứ hai nữa là uống cà phê các bạn. Mình mang hai bình ga đi. Tiện lợi không? Cái bếp mini nấu khá là sướng luôn. Vậy thôi. Đó, đồ đoàn anh em chuẩn bị để làm dù video cho các bạn xem. Mày anh em ăn tối. Đó không quay. Mì tôm ngon lắm. Trứng xúc xích chưa sướng, ăn nó nóng nữa. Nấu thêm ít nước để pha trà thảo mộc uống. Hai gói kia thì để lát nữa khi soạn xong video thì lại ăn các bạn. Tiện lợi không? Xúc xích này, mì tôm này, đã chưa? Mời các bạn ăn tối nhá. Trời nó hơi lạnh. Xuống đến Kon Tum nó hơi lạnh các bạn. Ăn mì tôm này sướng cái miệng lắm.